Hello, xin chào các bạn. Mình là Sang, chào mừng các bạn đến với kênh Sang Thị Nở Cuộc Sống Vĩ. Chị cười đấy hả? Chú Mosh, chú Mosh. Dễ thương quá đi này. Cô chú anh chị các bạn thấy Sang cái chạy ra ôm chân mình à? Chú đi ra Mosh, Mosh chứ? Hả? Em còn không á? Anh ta nói là xa gia đình tôi bên kia kìa, qua bên đây đi. Ok, giờ qua này. Cô có bé vô gia cư này, có bạn thấy không? Tội nghiệp quá, coi chừng xe nha. Coi chừng xe anh Đích ơi. Coi chừng xe. Rusmo, mình đang đi bậy đó. Ôi ôi, mà con Đích để cho chạy như vậy rất là nguy hiểm, đường xe cộ mà. Chạy ra ôm chân mình luôn à. Áo đẹp quá đi. Sao thì đẹp quá. Không biết nói gì hết. Con bé không biết nói gì hết. Thấy thương quá đi. Trời ơi, dẫn cho đi mua gà lần cái khoái luôn rồi. Sao đang kiểm tra coi cái gì cơ? Ừ, bị té đó, chảy máu. À, cái thằng bé này nó đánh chị nó nè. À, cô ấy cho sang coi á là. Cô ấy cho sang coi là cái bác sĩ đã lấy ra được một cái răng rồi. Đây coi. Ý, nhờ răng coi. Ê, con đứng xa ra. Con đứng con bên kia cho người ta đi kìa. Nhọn. Mới được một cái thôi. Ôi, ok, c'est bon. C'est bon. Ok rồi. Lấy cái. Trời ơi. Mà ấm quá hay sao vậy? Sang ấm quá hay sao vậy? Chạy tới ôm quá mà ngồi đây luôn rồi. Dễ thương lắm. Cái những cô bé này á, nhìn thấy Sang á là chạy tới ôm ấp như thế này, các bạn biết đâu có ai dậy đâu. Ôi, inakase rồi. Ikase rồi. Máy giặt nó làm rát rồi. Nó làm cắp mất tiêu rồi. Ê, dễ thương á. Đứa cứ bắt đầu nó thấy con bé là nó sát vô nha. Đấy, ôm Đích nè. Đây, chạy tới ôm Đích. Đây, sang quay con. Đấy, Đích mà, Đích thử bé em coi có được không nhỉ? Bé được không? Coi chừng té em nha. Rồi, mau mau rút dây ra rồi. Nó sẽ vô. Ôi, giỏi quá, bé được hả? Đích cái phải nói nó rất là thương em, mà thích lắm. Ai cho tiền đây? Ai cho tiền cô bé đây? Ça c'est nouveau, hein? Nouveau aussi? Nous, oui. Ah, tu as acheté pour elle? Ça c'est, nè. Cũng sắm sửa, oui. Sắm sửa cho cô bé những cái đôi sao? Ici. Cho những đôi giày như vậy nó rất là ấm. Trời lạnh mà ngồi ngoài đây như vậy nó ấm lắm. Con ơi, con muốn em thích em vậy không? Thử chơi với em đi. Không à, vậy thì con quay phim đi. Nè. Đấy, con đứng xem bên kia kìa. Đó, như vậy thì đứng gọn gọn vô, nó không có bị ngắn đường của người ta đi đường. Bebe đâu rồi? Còn bebe nữa đâu rồi? Đi ngủ rồi. À, còn cậu con trai nữa. Cậu con trai đấy sang thấy là dữ lắm á, ăn hiếp cô bé không à? Đấy. Delay la lo vi.
Ủa? Cô cho sang tiền hả? Cô bé cho sang tiền này. Con đứng ở chỗ cái xe ấy con ơi. Đứng sát vô. Nhưng mà coi chừng cái xe nó đụng con. Ừ. Này. Tự dưng cho sang tiền đấy. Ừ. Cha không có lấy đâu. Hả? Cha không lấy nhỉ? Còn em sắp bên chỗ bây giờ. Em có muốn chú cho bên? Alexandra. Alexandra. Ừ. Mặt non đơ giòn, thoa giòn. Thoa giòn. Thoa giòn. Ê, bê bê. Thoa giòn. Qua. Qua. Cái gì? Làm sao? Chú vơ kênh cà sốt. Ừ. À, để sang nói chuyện với họ coi, để xem coi nào họ có muốn, họ có muốn sang có cái ID như thế này á, ngồi xin như thế này hoài không có, không có tương lai đâu. Bây giờ hỏi anh ta xem nhé. Để coi, sang bấm qua cái chữ Romani. Bạn ngồi xin như thế này hoài không có tương lai đâu, hay là tôi có một cái ID như thế này, bạn có thể mua, tôi sẽ cho bạn những cái mua bong bóng, những cái bong bóng, sau đó rồi bạn sẽ ngồi đây và các bạn xem những người đi đường đó, rồi các bạn tặng cho họ thì để xem họ ủng hộ bao nhiêu thì tùy họ. Giang có cái ID là đầu tiên sẽ tặng bong bóng cho những người đi đường để họ, ai có ủng hộ cho họ được chút gì họ ủng hộ thì cái họ lấy cái tiền đó họ lại mua bong bóng. Thì như vậy ấy, thì dần dần sẽ làm cho họ cái thói quen mà kiếm sống ở bên lề đường như thế này á, thay vì cứ ngồi một chỗ xin các bạn ạ. Thì Giang đang hỏi ý kiến của họ, nếu mà họ chịu hợp tác với Giang thì đầu tiên Giang sẽ đầu tư cho họ. Có nghĩa là các bạn có thể bán bong bóng để kiếm tiền, hoặc là ai muốn cho tiền ủng hộ bong bóng cho bạn cũng được. Chú cùng không? Hả? Nó? Dạ? Ok. Thay vì bạn cứ ngồi đây nè, không có việc gì làm thì bạn cầm, bạn ngồi đây, bạn thổi bong bóng, rồi ai đi đường họ cho bạn, họ muốn lấy bong bóng của bạn cũng được. Hoặc là bạn có thể tặng cho các em bé đi đường nè. Ba luôn hả? Chưa cùng không? Họ đồng ý. Oui. Tu veni? Hả? Je veni. De unde să vindem baloane? Că nu avem baloane să vindem. Chúng tôi bán bóng bay ở đâu mà chúng tôi không có bóng bay để bán. Bạn bán bóng bay ở ngay chỗ bạn đang ngồi đây nè. Ai đi đường thì bạn có thể tặng cho họ. Voi că nu am baloane, de unde să vin baloane dacă nu am? Còn bong bóng bay á thì còn bong bóng bay á thì tôi sẽ hỗ trợ cho bạn cái vốn đầu tiên để bạn mua, để sang mua bong bóng bay và sang mua cho họ cái bơm, rồi sang sẽ mang ra đây cho họ. Ok. Ok. Bine că te... Na.
Oui. C'est ok ou non? Oui. C'est bien hả? Oui. Họ đồng ý. Là có nghĩa là lần sau á, Sang sẽ đi ra đây và Sang mua cầm theo cái bong bóng, rồi cầm theo cái bơm nữa, rồi ra ngoài đây để có cả dây cước nữa, để cho họ là ngồi đây họ có thể là vừa thổi bong bóng, rồi họ tặng cho những người đi ở bên đường đây này. Tại vì cái gia đình cô bé này là Sang rất là yêu quý cô bé, cái tính tình của cô bé rất là hiền lành á, mà giống Sang, giống tính tình Sang ngày trước á, hiền lành á, mà bị các em á, ăn hiếp luôn mà. Đang nhìn cái gì ở trên đó vậy? Quý, để Sang nói coi lần sau Sang đi ra đây. Tuần sau tôi sẽ mang bong bóng và cái bơm ra cho bạn vào thứ bảy. Ok. Oui. Oui. À, la prochaine fois. Oui. Ça va? Ok. Oui. Le samedi, semaine prochaine. Oui. Maintenant, je travaille, travaille, travaille. Ça va? Mình đang nói với họ là mình là sau mình sẽ ra đó mà.